Vâng, có nghĩa là những cái thương hiệu đến từ nước Đức và đặc biệt là một dòng xe Mercedes thì chắc là không có gì phải nói về chất lượng đúng không ạ? Không có gì phải bàn về đẳng cấp và không có cái gì để mà chê về nó cả. Bởi vì cái sự hoàn thiện của chiếc xe, những cái chất liệu vật liệu làm nên chiếc xe thực sự nó là hàng đầu thế giới. Nên tại sao mà tất cả những người gọi chung là những người có tiền, những người có quyền lực, những người tiêu tiền thông minh, họ đều sở hữu nó thì đều có lý do. Nhiều bác thì đi tìm câu trả lời, nhưng có nghĩa là nếu mà chúng ta nhanh ý một chút thì các bác chỉ thấy rằng những người đi trước, những người được trải nghiệm và tất cả những người tiêu tiền thông minh thì họ đều sở hữu, thì đó là câu trả lời quá đủ. Các bác có thể thấy một chiếc xe, chúng ta đi vào bản táp ni canh cửa đầu tiên, giá trị lúc mới nó không rẻ đâu các bác ạ, 2,5 tỷ. Đó. Tất cả như cái bản táp ni thì cái sự hoàn thiện của chiếc xe, chẳng hạn như từng đường kim mũi chỉ của nó 100 mũi như 100. Đấy. Và toàn bộ là da xịn sò. Và các bác có thể thấy rằng cái riêng cái xe Mercedes thì nó chuyển cái phần chỉnh ghế lên bản táp ni canh cửa. Đấy. Để chúng ta khác biệt là với những cái dòng xe khác là chỉnh ở dưới ghế thì chúng ta đeo nhẫn, đeo đồng hồ, nó rất là vướng. Đó là điều thông minh. Và các bác có thể thấy rằng từ những cái vật liệu của nó, chẳng hạn ngoài da thì cái nhôm phay để trang trí nó cũng vô cùng là cao cấp các bác nhé. Đó, đây là bên cửa phụ thôi, nhưng bên cửa lái thì nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Và đặc biệt chúng ta có thể thấy rằng cái vật liệu đầu tiên để cách âm chống ồn mà tốt, tại sao xe mẹt nó thơm mà nó không có mùi, thì đây cái vật liệu của nó là, đây là da mềm, nhựa mềm này. Đó, lên độ cách âm trong ổn nó tốt và dàn âm thanh của nó thì quá hay rồi. Mà ở đây thì nó được trang bị cái gì? Hai vùng điều hòa độc lập, có nghĩa là auto độc lập các bác nhé. Nhưng chúng ta có thể thấy sự khác biệt đây này, từ cái nút chỉnh này. Đấy. Thì nó là cái gì ạ? Toàn bộ là chi tiết nhôm phay cực kỳ tinh xảo. Đấy. Tất cả đây là nhôm phay xước thì không bao giờ nó bị xước các bác nhé. Nó rất là đẹp. Và da zin xịn sò từ cái củ số và logo thương hiệu của Mercedes. Ở đây thì để chúng ta có một sự trải nghiệm âm thanh nó rất là hoàn hảo thì các bác có thể thấy rằng xe Mercedes đã được trang bị một cái đầu đĩa CD là 6 đĩa, ổ 6 đĩa. Đấy, cho chúng ta một cái trải nghiệm, một cái chất lượng âm thanh cực kỳ là hoàn hảo và hay. Và cái này thì có tắt mở cảnh báo va chạm này. Cái này thì có cảnh báo va chạm phía trước, phía sau. Điều hòa thì auto tự động hai vùng độc lập. Và cái này thì cũng có chế độ lái thì chúng ta có thể chỉnh ở đây. Đấy, C và S. Đấy. Có nghĩa C là chế độ đi bình thường tiết kiệm nhiên liệu và S là chế độ mạnh mẽ thể thao. Đấy. Và cái này thì có thể chỉnh được rèm. Đấy. Các bạn có thể thấy rất nhiều cái chức năng và cái tính năng trên chiếc xe Mercedes, và đặc biệt nó quá cao cấp. Và đặc biệt là cái bộ đèn trần của nó cũng rất là hoàn hảo luôn này. Đấy, bộ đèn nóc và cái này thì còn rất là mới đẹp nhé. Gương chống chói chỉnh điện thì đương nhiên nó tự động rồi, auto, và nó cũng cực kỳ là cao cấp luôn. Đó, gạt mưa tự động, đèn auto tự động. Và các bác có thể chuyển sang ở cái vị trí bên lái và tôi sẽ cho các bác cảm nhận thấy rằng nó được trang bị những gì. Đầu tiên thì các bác có thể thấy rằng khi chúng ta bước lên một cái xe thì cái tư thế ngồi, đấy, những cái chất liệu cho chúng ta một cái sự thoải mái, đấy, dễ chịu. Đấy. Thì xe này nó được trang bị là đèn auto, gạt mưa auto, đấy, và ga tự động cruise control và có hạn chế tốc độ, đấy, và vô lăng là chỉnh điện. Đó, vô lăng chỉnh điện các bác nhé. Đấy. Chỉnh điện có thể rất là nhiều hướng ra vào này, lên xuống này. Đó, nó rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Và những cái vật liệu đây thì cũng là da mềm hết, đấy, da mềm hết. Đèn thì auto. Nó cực kỳ là tinh xảo luôn. Đấy. Và các bác có thể thấy rằng ở bên cánh cửa này thì nó cũng được trang bị ghế điện và ba vị trí như ghế, thì nó cũng như bên phụ thôi và còn rất là đẹp. Và ghế thì trang bị được bọc da và chúng ta có thể chuyển hướng về phía sau xem thực sự nó như thế nào, thì tôi có thể ngồi ở vị trí nào đây, vị trí bên này đi, để các bác có thể thấy rằng nó rõ ràng hơn. Đầu tiên thì các bác có thể thấy rằng cửa gió điều hòa phía sau này. Và đây thì có bệ tì tay để cốc. Đây, chất liệu da của nó là xịn sò, các bác có thể tới gần đây. Đấy, nó rất là mát.
Đấy, rất là xịn sò, và chúng ta có thể bật lên thì có để được hai cái điện thoại này. Và đây thì chúng ta có thể để được cốc thì cũng bằng một nút bấm thôi. Đấy, bằng nút bấm thôi. Nó rất là hay các bác nhé. Và đặc biệt những cái tựa đầu sang xịn như này chỉ có trên xe mẹt thôi. Đó, chỉ có trên xe mẹt thôi. Và cái này cũng đều được chỉnh điện lên xuống này, đều được chỉnh điện nhé. Đấy, cái tựa đầu này cũng được chỉnh điện này. Và các bác có thể thấy là cái độ ngả ghế này. Đấy, cái độ sang xịn của phần ghế sau nó tạo lên một cái hình chữ V như này. Khi chúng ta ngồi tựa thì nó thoải mái, và khi xe phanh dồn về phía trước thì nó được trũng xuống như này, thì tư thế người không bị nhào về phía trước. Đó là cái điều rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Đấy, và các bác có thể thấy rằng bản tam ly cánh cửa đây. Đấy, thì nó có rèm che nắng này. Rèm che nắng này, và cái vật liệu của nó thì đây là nhôm phay này. Đấy, và đây là da xịn theo xe nhé. Đây các bác nhìn từ cái đường chỉ may 100 mũi như 100. Nên nói là cái độ hoàn chỉnh của chiếc xe thì nó rất là tuyệt vời. Và âm thanh thì quá hay rồi. Và đây các bác có thể thấy, và những cái dòng xe thì nó cũng tạo lên rất là nhiều cái lớp gioăng ngoài cái kính cao cấp để cách âm trông ổn tốt hơn. Đây, lớp gioăng nó rất là bền qua thời gian. Đấy, vật liệu của nó thì tuyệt vời, và các bác phải đi xuống phần gầm thì mới thấy giá trị của chiếc xe được. Vậy thì một chiếc xe hoàn hảo như vậy nó như thế nào? Thì thực sự là phần cốp sau chúng ta cũng đi luôn để thấy ra cái độ rộng rãi, độ hoàn chỉnh của chiếc xe. Wow. Nhiều bác thì biết rồi, thì nghe chừng là cũng muốn nói nhanh. Thì các bác có thể thấy từ cái vật liệu nhựa của nó, những cái phần cốp nó còn mới như thế này, nó không bị chảy xước. Đấy, cốp thì rộng, và dưới này thì có lốp dự phòng. Đấy, và đồ. Đấy, tất cả đồ như các bác có thể thấy nó toàn là thép không dỉ thôi. Phải nói là xe mẹt thì nó những cái nhiều cái nó không cần thiết đâu, nhưng nó vẫn được trang bị xịn sò để nó làm hài lòng tất cả các bác sở hữu nó. Đấy, nó rất là tuyệt vời. Đấy, và chúng ta có thể đi luôn một khoang động cơ để các bác thấy rằng thực sự là xe mẹt, cái vật liệu, chất liệu, và đặc biệt cái khoang động cơ của chiếc xe này nó như thế nào. Đèn tích hợp báo rẽ trên gương, 4 phanh đĩa ABS thì đương nhiên rồi, và con này nên được la răng là AMG. Đấy, đây phải vào cỗ máy này. Và cái cỗ máy này thì tôi cũng cố gắng là tháo toàn bộ phần nhựa ra. Đấy, tháo toàn bộ phần nhựa ra rồi để các bác thấy rằng những cái máy nó zin xịn sò và nó đẹp như thế nào, để các bác yên tâm sở hữu nó nhé. Đây nè. Đấy, và chúng ta xem cả bên cạnh này. Cái này thì trang bị máy là 3.0 V6. Đấy, các bác nhìn máy. Và cái này nhựa này nó bao phủ kín hết, và tôi cố gắng tôi tháo ra rồi. Đấy, tháo ra rồi để các bác, và các bác nhìn ở bên này nữa. Đấy, quay ngang máy thì nó toàn diện như này. Đấy, từ cái tem cái mác này, máy này, các bác nhìn zin và nó trắng phau như mới luôn. Đấy, tất cả từ cái tem cái mác còn nguyên zin bản, nguyên bản nhé. Đó, nó xịn sò đến mức độ như vậy. À, vậy thì tất cả những sản phẩm thì nhiều bác cũng nói là bên Phúc thì bán hàng thì rất là yên tâm. Đấy, thì thực sự là đó là điều đúng, vì nhất tất cả những sản phẩm của chúng tôi đều là hàng sưu tầm tuyển chọn chất lượng một cách cực kỳ kỹ lưỡng, là chúng tôi chỉ bán những dòng xe chất lượng. Đấy, và các bác tiến lại gần thì để thấy rằng cái gì, cái phần đèn, cái này có rửa đèn cảnh báo va chạm trước và sau bốn xung quanh xe luôn nhé. Xe mẹt thì an toàn rồi. Và phần đèn nói lên chất lượng của chiếc xe thì nó được trang bị đèn bi tinh cầu thủy tinh siêu sáng. Đấy, và cực đẹp và còn trong suốt luôn. Và các bác, cái này là biển Hải Phòng, và các bác có thể chuyển ngay sang bên này. Đấy, làm sao quay nhanh cho các bác để ngắn thời gian, các bác đỡ mất thời gian. Nhiều bác phàn nàn nói nhiều quá. Vâng, đây. Và các bác nhìn từ bên cạnh này, thấu bên trong để thấy ngay chất lượng của chiếc xe. Nó hoàn hảo đến mức độ như vậy. Đó, nó quá hoàn hảo luôn các anh chị nhé. Đó, vậy thì bây giờ thì không để mất thời gian các bác nữa. Đấy, thì các bác có thể đi quanh một vòng để ngắm toàn cảnh chiếc xe. Đây là một chiếc xe mẹt C300. Thì C300 nó, dòng mẹt xe này thì nó chia là 3 phân khúc, là C200, C230. Đấy, lên đời cao nữa thì có C250 và cao nhất là C300. Thì đây là một chiếc xe mẹt C300 được sản xuất năm 2010. Thì tất cả những sản phẩm của xe đam mê thì đều có cam kết là bảo hành 1 năm về khoang động cơ này. Đấy, bao không đâm xô, không ngập nước thủy tích. Đấy, máy móc là nguyên zin các bác nhé. Đấy, thì những sản phẩm chúng tôi bán ra thì đều có văn bản cam kết để các anh chị có thể yên tâm, đúng không ạ, sở hữu những mẫu xe
rất là chất lượng và đẹp mắt tại xe và đam mê. Có địa chỉ tại đối diện khách sạn Trường Thành, đường An Định, thành phố Hải Dương, và số hotline là 0935 323333 các bác nhé. Đó, các bác ngắm quanh một vòng đi để cảm nhận chất lượng chiếc xe, và sau đó thì tôi sẽ cho một mức giá và các bác hãy đi xuống phần gầm để hiểu rõ về chất lượng chiếc xe Merc C300 được sản xuất năm 2010. Và đây là một chiếc Merc C300 được sản xuất năm 2010, số tự động, trang bị khối động cơ là 3.0 V6 hút khí tự nhiên. Đó, xe thì trang bị tối tân về cái tính năng an toàn và cái chất lượng rồi, đúng không ạ? Và bây giờ các bác nào đang quan tâm thì chúng ta cũng quan tâm về cái giá nó là bao nhiêu. Và thì chiếc xe này đang được chào bán với giá là 440 triệu đồng. 440 triệu đồng các chị nhé. Đó, 440 triệu đồng cho chiếc Merc C300 được sản xuất năm 2010. Vậy thì thực sự các bác nào quan tâm thì chúng ta tiếp tục đi xuống phần gầm để thấy được giá trị của chiếc xe Merc, nó chất lượng và nó đáng dùng hay không, thì xin mời tất cả anh chị đi xuống phần gầm. Vâng, và đây là phần gầm, chi tiết phần gầm của chiếc xe Merc để anh chị thấy được giá trị của chiếc xe và chất lượng của chiếc xe. Đầu tiên thì các bác có thể thấy đây là hệ thống thương lái, tem mác còn chuẩn zin nhé. Đây, tất cả tem mã vạch này, xe nó chuẩn, nó phải như vậy. Đấy, và đây, hợp kim nhôm trắng sáng mãi mãi qua thời gian các bác nhé. Đấy, đây ạ. Vật liệu của xe Merc thì chúng ta không nhìn thấy cái xe nào nó han gì cả, bởi tất cả vật liệu của nó là nó chịu đựng được tất cả cái môi trường thời tiết, không bao giờ bị han gì. Đây, zin chuẩn, đường bộ phanh, đấy, mã QR, mã số chuẩn mức độ như vậy. Nó là xe cao cấp, nó là như vậy các bác nhé. Và hệ thống đây thì toàn là kẽm, không bao giờ han. Các bác nhìn ạ, mã kẽm thì đây, chúng ta nhìn rất là dễ phát hiện. Và đây bên này cũng thế thôi, để các bác thấy rằng chất lượng và giá trị của chiếc xe Merc. Chúng ta kỳ thị và bỏ lỡ cơ hội được sở hữu nó thì đây, đây là cái giá trị thật của chiếc xe Merc, để các bác hiểu rõ. Đấy, mà nhiều bác lại đặt rất nhiều cái câu hỏi về xe Merc thì đây, các bác nhìn cái phần gầm chỉ có trên xe Merc thôi. Đấy, toàn bộ hai ống xả, nhưng mà bô đây của nó là thép không gỉ, các bác thấy nè, bền mãi qua thời gian. Đó, được chưa ạ? Tuyệt vời luôn nhá. Ngoài chất lượng chiếc xe chúng tôi đã tuyển chọn thì đây, đây là giá trị của chiếc xe Merc. Đấy, đây các bác nhìn này, đây các bác nhìn đây. Đấy, tất cả vật liệu của nó là cao cấp. Đây là hộp sàn nhé. Đấy, tuyệt vời chưa, cách âm chống ồn tốt đây này, nỉ này, zin nguyên bản này. Đấy, các bác có thể nhìn những cái tâm nhựa bảo vệ gầm. Đấy, từ cái thanh ngang này cũng sang xịn luôn. Đó, các bác có thể nhìn lại chuẩn men nhé, bô zin nguyên bản nhé. Đây này, logo thương hiệu của Merc này, logo thương hiệu của Merc này. Đấy, đây, tất cả là zin nguyên bản chuẩn men nhé các bác nhé, mã này. Đó, và Merc thì trang bị cầu sau là cầu đẩy nên nó khỏe và nó ổn định hơn, đó là lý do của xe Merc. Đấy, và đây, tất cả những thanh treo, mọi vấn đề thì các bác có thể thấy là treo thì treo đa điểm. Đấy, và những thanh treo thì hoàn toàn cũng là hợp kim nhôm, và càng thì rất là to nguyên bản hết nhé, từ cái mã số phần bảo vệ cái càng A này, bằng nhựa này. Đây. Đấy, nó zin, để thấy các bác nó zin nguyên bản, vào đây bô của nó này. Đấy, thép không gỉ nhá, xịn sò nhá. À, mã số và logo của nó đây, phần đầu chassis cuối cùng để các bác thấy rằng xe chuẩn, không va chạm. Đó, giang sau này. Đấy, chuẩn men nhá. Đó, chúng tôi làm xe thì tuyển chọn có cam kết bảo hành nên các bác yên tâm. Đấy, và đây nữa, bô này. Đấy, nhiều bác cứ bảo ông Phúc có làm cái gì không, chả làm gì, chỉ rửa lắc đã thôi, zin nguyên bản. Đấy, đấy là chất liệu và giá trị của xe Merc mà các bác đã bỏ lỡ, và cái điều kỳ thị và tất cả từ cái tôn đằng sau cứ xanh nẹt thôi. Dù bao nhiêu năm nó rất tuyệt vời, đây từ nhựa đều có mã hết, nó tiêu chuẩn của xe Merc và giá trị của xe Merc là như vậy, nên các bác hiểu rõ để lựa chọn xe nào, đúng không ạ? Lựa chọn xe nào thì cái đấy tùy thuộc vào các bác thôi. Tôi chỉ cố gắng làm để các bác hiểu rõ, để có một cái sự so sánh giữa dòng xe Nhật, xe Hàn, xe Đức và các mẫu xe khác, để thấy cái giá trị thật của nó ở đâu. Và cảm ơn các bác rất là nhiều. Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ thả tim thả like cho Phúc Video các bác nhé.